5 nguyên nhân dẫn đến tình trạng đau đại tràng quý vị nên biết. Thứ nhất, do nhiễm khuẩn đường ruột, không giữ vệ sinh khi ăn uống và sử dụng thực phẩm không an toàn. Thứ hai, do bị bệnh lý về táo bón lâu ngày dẫn đến tình trạng đại tràng bị viêm và gây đau. Thứ ba, do thói quen ăn ít rau, củ quả, thiếu chất xơ, uống ít nước và ăn quá nhiều sữa chua để lạnh. Thứ tư, do căng thẳng thần kinh, rối loạn lo âu. Thứ năm, do lạm dụng thuốc kháng sinh dẫn đến tình trạng rối loạn lợi khuẩn đường ruột. Quý vị hãy lưu ý những nguyên nhân nêu trên để có thể chăm sóc sức khỏe bản thân được tốt hơn. Xin chào quý vị.